Còn làm món gì ạ? Cơm chiên bò, gà sốt, Đây đây hả? gà sốt tương ớt. Đừng có quậy ơi, đừng có quậy nó bể gà. Món này món gì? Cơm chiên á, chiên bò. Chiên chưa? Chưa. Đâu có ai ở nhà đâu, chưa ăn mà nên nhơ nhơ vậy đó. Ủa đi đâu hết à? Ông nội, ông nội ha. Bà lấy cái, bà Cái lấy gì? cái chảo á, bà bóc vô, bà bỏ bà chiên cái này Chiên trước ha. đi. Ừ. Bỏ dầu nha. Chứ ngập không? Sao khác quá vậy? Vậy đúng không? Bỏ vô. Dạ. Cái đũa nè. Bỏ dầu vô đúng không? Ừ. Thấy cái đũa ở dưới nó sôi sôi nè. Là nó nóng rồi đó. Thấy chưa? Bỏ vô chiên. Sao giống như cái gì? Giống như chim chú chim vậy á. Cái chảo này nó không có dính. Thì làm từ sao? Công thức gì hả? Ừ. Công thức sao? Công thức thì bí mật. Bật mí đi. No. Công thức gì vậy sao bật mí? Thức này bí truyền hay gia truyền không? Công thức hả? Nói đi. Ok. Chỉ không? Bây giờ chỉ không? No. Bây giờ sao mà chỉ được? Chỉ cần nó bột trộn với gà. Vậy là bột trộn với gà đó đúng không? Đâu. Mà có gì đâu. Sốt làm sốt chưa? Có làm sốt chưa? Cho một cái ăn thử đi. Chưa có ăn được mà ăn đấy đi. Cái gì nữa? Cái này là khác hồi nãy hả? Nãy gà mà cái này là heo mà. Cái này bò à? Bò làm măng bột luôn hả? Không. Còn đây làm nước sốt à? Không không. Cái này là cơm chiên. Cơm chiên hả? Cơm chiên bò.
nha ba. Lấy cái gà nha, để không có khác. Gà nào? Gà đó, gà của nó. Chở lại cái gì? Ủa, cắt cái đó chưa? Chưa. Chuyển nồi, chuyển thuyền, trung chuyển, gọi là trung chuyển. Lấy cái này qua đây, rồi đây, để ra. Kiếm gì vậy? Cái là chín rồi, bỏ thì bỏ qua sang đây. Cái nào chín thì bỏ qua đó ha. Bỏ hay để? Để. Đây đi. Cái nào? Ở đây nè. Chỗ này đi. Nó còn nóng ở. Kệ nó. Nó cao lắm á. Cái đó cao hả? Ừ. Nó hai lô. Ok. Cho nó nóng lên rồi hả thấp xuống chứ. Không, cho nó từ từ đi. Hả? Cái này chưa làm xong mà. Thì cắn ăn thử coi ngon không? Mời. Mời. Mời ai? Mời mọi người. Không. Mời quý vị. Mời. Ủa? Mời quý vị ăn nha. Ừ. Ờ, bà cắn nha. Không có gì hết. Chưa sốt. Hả? Cũng ngon mà. Chưa sốt. Còn món này làm sao? Ừ, canh cái nồi kia kìa. Cũng ngon mà. Vậy ba làm thêm nha. Ừ, ba làm đi. Cái đó để chiên mà. Thì ba ghé đừng gánh, thì ba tính ba chiên đi. Chiên từng miếng hả? Đúng rồi, chiên từng miếng. Dứt ra, dớt bột ra. Cái nào? Nghe cơm đi. Sớ lên chứ chiên để gì chiên hả? Thì sớ lên mà. Ừ? Thì tao hỏi ăn hết không? Đâu rồi, được hết sắp hết. Đồ sớ đâu? Đồ sớ cơm, kiếm đồ sớ cơm. Đây nè. Không phải nhà mình nên không biết đường quá không? Có. Con chiên cho ông nội một ăn đi. Vậy đủ không? Hử? Vậy đủ không? Đâu? Nè. Được. Vậy. Nè, nhìn cái kỹ nha. Ừ. Trời ơi, dư sức quá cầu khỉ luôn. Là đủ không? Ý là đủ không? Hay là muốn thêm không? Thôi được rồi, thêm là đi nấu nữa hả? Thêm thì có cái này nè. Thôi, cái nào ra cái đó đi. Ủa thì cơm thì cũng giống nhau thôi. Thì cơm này riêng mà. Cơm này chiên. Ừ, còn cơm trong tủ lạnh là gì nữa? Cơm trong tủ lạnh đó mà dư thì mình chiên thêm. No. Oh no, trong tủ lạnh đâu còn cơm nữa đâu mà chiên. Mình chiên cơm mới đi chứ. Tủ lạnh là cơm cũ à? Tủ lạnh là cơm... Cơm Nhật á hả? Hợp, cơm Nhật. Thôi. Cơm Việt Nam với cơm Nhật để chung với nhau. Sao ăn? Ủa liên quan gì trời ơi? Trời, nó khác nhau, lại nó không ngon rồi đổ thừa lum chứ nữa. Đổ thừa cơm Nhật. No, cơm nào cũng giống nhau quá. Ừ, no. Bỏ thêm vô. Mày làm tương ớt này ăn thử á. Có sốt đó. Không phải là sốt này. Thì ăn đại đi. Ngon.
mình chiên mình làm mà không biết ngon không á nha. Nè, ủa gì cây vậy? Cameraman thì chỉ quay thôi chứ được ăn hả? Ủa kỳ vậy? Cameraman không có được ăn hả? Thấy mấy cameraman kia, khoa búp đồ này kia cũng cho ăn mà. Nhưng mà khoa búp cho ăn chứ con đâu cho ăn. Đúng không? Ừ. Gì? Đừng có ăn nữa. Lại để chiên mà ăn cái gì? Nè, nhai nhột nhẹp nè. Ở đâu? Nè. No. Thôi, thôi đi à. Đi cho trời bớt lặng à. Đi. Đi thì khỏi tốn mạng à.